Các bạn thân mến, đối với những người yêu nhạc vàng ở Việt Nam chúng ta, khi nhắc đến loa Nhật, thường chúng ta sẽ nhắc ngay đến cái tên Pioneer. Và khi nhắc đến các dòng âm ly Nhật thì thường đầu tiên chúng ta sẽ nhắc đến Sansui. Điều đó nói lên sự phổ biến và sự yêu chuộng nó ở Việt Nam chúng ta. Trong chương trình video clip hôm nay, tôi sẽ giúp các bạn sống lại một thời kỳ huy hoàng vàng son. Một thời kỳ mà đi đến đâu cũng thấy người người nhà nhà, những người thật sự có điều kiện ở nông thôn và những gia đình khá giả ở thành thị mới có thể sắm được cho gia đình những bộ âm thanh gồm có những chiếc ly Sansui và những cặp loa Pioneer của Nhật, có thể là nhiều model khác nhau phù hợp với nhiều túi tiền của rất nhiều các đối tượng khách hàng trong xã hội. Tuy nhiên, trong chương trình hôm nay tôi sẽ tiếp thị đến các bạn những cặp loa Pioneer của Nhật có giá chỉ 9.500.000 đồng. Các bạn hãy dõi theo. Tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép, hãy gọi điện và nhắn tin thêm một trong hai số trên tấm biển xanh. Những bạn có Facebook có thể dùng tính năng theo dõi để cập nhật các hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ như dòng chữ nhỏ dưới cùng của tấm biển. Hiện nay tôi đang có hai kênh YouTube, kênh thứ nhất có tên là Cương Audio và kênh thứ hai có tên là Âm Thanh Vàng. Các bạn vui lòng đăng ký theo dõi cả hai kênh để không bỏ lỡ cơ hội được biết đến những video bổ ích do tôi thực hiện mỗi ngày. Những anh em có nhu cầu về sửa chữa các thiết bị audio có thể gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới của màn hình. Hiện nay các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Tôi sẽ đích thân set up những cấu hình tốt nhất phù hợp với túi tiền và sở thích của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trước đây suốt một thời kỳ dài có nhiều gia đình cũng giống như gia đình tôi ở khu vực nông thôn đã phải đổi cả trâu, thậm chí là đổi vài tạ lúa để mua được một trong những cặp loa đang hiện hình trước mắt. Và các bạn thấy những cặp loa này hiện nay có giá chỉ khoảng 9.500.000 đồng. Nó rất phù hợp để rất nhiều người có thể với đến, có thể sở hữu để thỏa mãn được cái niềm đam mê nghe nhạc của mình. Vậy cụ thể là gì? Chúng ta sẽ tiến gần quan sát. Các bạn thân mến, trước hết xin tiếp thị kỹ đến quý vị và các bạn, đó là cặp loa Pioneer CS7100. Đây là một trong những cặp loa rất nhiều người yêu thích bởi hình dáng của nó khá là thanh gọn. Nó sử dụng 3 đường tiếng và các bạn nhìn tình trạng thùng của nó đẹp óng như các bạn đang nhìn thấy. Rất là xuất sắc. Và cặp loa này các bạn nhìn rõ rồi, nó sử dụng 3 đường tiếng với một bát giấy 25 gần mút. Và dòng này thì các bạn biết là thường tiếng bass nó xuống rất là sâu và nghe nhạc vàng bằng loa của Pioneer thì bao giờ cũng thế. Người ta hướng đến tiếng bass mềm, sâu và chép của nó bay, mịn. Các bạn nhớ nhé, đó là những yếu tố mà những người nghe nhạc vàng ở bất cứ cái thời kỳ nào đều yêu thích và đòi hỏi tìm kiếm trên các dòng loa của Pioneer. Tiếp theo nó sử dụng một loa chung giấy và các bạn thấy đây là lỗ thông hơi thì viền đen. Và đặc biệt nó sử dụng một chép lá hay quen gọi là chép điện. Thì đối với dòng chép này các bạn thấy là nó sẽ bổ sung cho cái sự ấm áp mộc mạc ở loa chép. Xin lỗi các bạn, ở loa mid. Đó là cái giải cao thanh thoát, lành lót. Và các bạn sẽ thấy là khi các bạn phối ghép với những cái dòng âm ly rất là bình dân trên thị trường hiện nay, ví dụ như cái dòng âm ly của Pioneer, các model 8800, rồi 8900, 9800, Pioneer 7600, rồi các dòng Pioneer 7800, 7825 mã thì tôi đang có. Và tất cả những cái dòng âm ly tôi vừa điểm danh ở trên có mức giá loanh quanh chỉ khoảng từ 4.500.000 đồng cho đến khoảng 12 triệu đồng, tùy theo cái điều kiện, tùy theo cái túi tiền mà các bạn có thể lựa chọn. Ngoài ra các bạn có thể phối nó vào các dòng âm ly của Marzahn, ví dụ như các dòng 54D, 64D, 74D, 84D và cao cấp hơn là 94D. Nếu như 94D thì chắc chắn là các bạn sẽ phối sang những cái dòng loa nó gấu, nó khủng hơn, khoảng tầm 20-30 triệu rồi. Và các bạn thấy là những chiếc ly Technique mà ngày hôm trước tôi tiếp thị đến các bạn ấy giá chỉ 4 triệu đồng thôi. Thì các bạn có nhu cầu ghép vào những chiếc ly như Technique hay Pioneer 8800, các bạn cứ gọi cho chúng tôi. Và nhắc lại với các bạn, đây là cặp loa Pioneer CS7100, 3 đường tiếng, bass 25, chép điện. Và cặp loa tuyệt đẹp như thế này có giá chỉ 9.500.000 đồng. Các bạn lưu ý là trong quá trình bán hàng thì chúng tôi cân đối mức giá để cạnh tranh, cho nên luôn luôn báo mức giá thấp nhất và giá trên không mặc cả, không trả giá, không gồm cước vận chuyển. Các bạn thấy là thông thường nếu như mà bao cước cho các bạn thì sẽ báo cao lên khoảng tầm 9.800.000, đại khái là theo kiểu như vậy. Nhưng mà tôi báo cho các bạn là mức giá không mặc cả, không trả giá, không gồm cước vận chuyển, mức giá cạnh tranh nhất để có thể giúp cho các bạn hình dung đúng cái chất lượng của sản phẩm cũng như cái tình trạng. Đó là Pioneer CS7100. Bây giờ các bạn hướng sang đây. Đây là cặp Pioneer Y7. Thì các bạn biết là các dòng Y thì được anh em rất là yêu chuộng. Tôi thường thấy anh em gọi điện hỏi thăm tôi và đặt hàng. Thì trước đây có nhiều anh em đặt mà tôi nghĩ rằng đây là những cái model mà
trên thị trường hiện nay rất là ít, cho nên là tôi không nhận. Và các bạn thấy là hôm nay thì tôi có được một cái cặp nữa. Các bạn nhìn qua cái thùng của nó cũng thế rồi, toát lên cái vẻ bí ẩn rồi. Và các bạn quan sát tiếp theo, nó sử dụng chép điện cũng giống như thằng CS7100. Thằng Y7 này, nó sử dụng chép điện nhưng thiết kế vành bên ngoài mà hình vuông. Và các bạn thấy hai lỗ thông hơi của nó được trang trí một cái đường viền màu bạc giống như cái dòng Pioneer HPM100 phiên bản 200W vậy. Và các bạn nhìn thấy cũng sử dụng cấu trúc đó là loa trung giấy. Loa trung giấy này được sơn cứng bề mặt để cho âm thanh có thể dội xa hơn như các bạn đang nhìn thấy. Và nó cũng sử dụng một bát 25. Một bát 25 này củ rất là gấu. Và cái vành gông loa ấy, thì các bạn nhìn thấy tuyến loa đều tăm tắp rất là đẹp và lớn. Nó có cái tính thẩm mỹ thời trang. Thì các bạn thân mến, nó sử dụng một bát giấy 25 thì tiếng của nó cũng mượt mà và tiếng bass rất là trầm sâu. Loa trung thì các bạn thấy đấy, sẽ cho cái tiếng mid nổi. Ví dụ các bạn nghe những cái ca khúc của một thời, ví dụ như là Hoa nắng chiều xuân, rồi Tôi đưa em sang sông, rồi Giọt lệ đài trang, Hoa sứ nhà nàng, vân vân, thì các bạn sẽ thấy là ký ức vàng son của một cái thời kỳ mà những người yêu dòng nhạc vàng này thì chúng ta vẫn còn thấy nó văng vẳng ở bên tai với những cái giọng ca gạo cội. Ví dụ như các giọng ca Chế Linh, Tuấn Vũ, Hương Lan, Giao Linh, Thanh Tuyền, Phương Hồng, Quế, vân vân và vân vân. Và những dòng loa này thì các bạn thấy hiện nay các bạn cũng có thể sử dụng để nghe những dòng nhạc liên khúc, nghe những dòng nhạc sống với những ca khúc bolero mà phong cách của các ca sĩ nhạc trẻ bây giờ hát, thì nghe trên dòng này thì cực đã. Để các bạn nhớ là như vậy. Hai cặp bên này cũng đều có giá là 9.500.000 đồng. Và tôi quên mất báo giá cho các bạn. Riêng cặp Pioneer Y7 này thì có giá 12 triệu đồng. Nhắc lại với các bạn là cặp Pioneer Y7 có giá 12 triệu đồng. Mức giá trên các bạn cũng vui lòng không mặc cả, không trả giá, không gồm cước vận chuyển. CS7100 có giá 9.500.000 đồng. Đây là cặp A77 Pioneer có giá 9.500.000 đồng. Và đó là CS F7000 cũng có giá 9.500.000 đồng. Tất cả những cặp của Pioneer này thì phẩm chất chung của nó thì các bạn thấy là như tôi vừa nói trên, là tiếng bass mềm, sâu, mid nổi, ngọt, và chép của nó là tơi, mịn, mà anh em quen gọi là chép bay, mượt. Đó là phẩm chất của những cặp Pioneer mà các bạn có thể phối vào các dòng Sansui, ví dụ như Sansui 661, rồi Sansui 771, 2000X, rồi các dòng Sansui, ví dụ như mặt đen thì có các dòng 607 The Cat, 707 The Cat, vân vân. Và các bạn nhớ là những cái dòng này thì chúng ta đánh làm sao đó để cho chất âm của nó ngọt ngào, đầm thắm, tự nhiên như tôi vừa nói ở lúc trước, thì các bạn sẽ có một cái sự trải nghiệm rất là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ hướng sang những cái dòng loa khác. Các bạn thân mến, ở bên này thì các bạn nhìn thấy một cặp loa sạc Vin Vega của Mỹ. Cặp loa này cách đây khoảng 2 năm thì tôi bán rất là nhiều. Tuy nhiên khoảng 2 năm trở lại đây thì nó khan hàng, nó không có hàng trên thị trường. Các bạn thấy là một số cái shop audio ở nước ngoài, nếu như các bạn xem YouTube hay xem trên mạng thì các bạn sẽ thấy là ở nước ngoài các cửa hàng đồ cũ người ta cũng bán và người ta đánh giá rất cao dòng này. Đó là sạc Vin Vega 12F, 12F4 ấy các bạn ạ. Đây là sạc Vin Vega 12F, mỗi một thùng của nó nặng khoảng 23 kg. Công suất cực đại một thùng là 300W, trở kháng là 8 ohm và độ nhạy của nó là 98 dB. Thì các bạn thấy rõ ràng một cái thông số mang tính chất cơ bắp, đúng phẩm chất của những dòng loa Mỹ. Cặp này thì lỗ thông hơi ở phía sau lưng. Và các bạn thấy là những dòng này ấy, thì các bạn có thể đánh bằng các dòng âm ly, ví dụ như Denon, đặc biệt đánh bằng các dòng Denon 890D, 890DG, rồi các dòng Denon 1500FE, rồi các bạn có thể đánh bằng các dòng cover, các dòng âm ly cover phải lớn. Nếu như âm ly cover thì các bạn thấy thường công suất của nó sẽ nhỏ, và ít khi mua được những âm ly cover công suất lớn, và âm ly cover mà công suất lớn thì thường rất là đắt đỏ. Các bạn cũng có thể đánh bằng âm ly của Bose, vân vân, rất là dễ. Và các bạn đánh bằng cái dòng âm ly của Sansui của Nhật thì các bạn sẽ thấy tiếng của nó rất là tự nhiên và ba giải rất là bóc tách. Tuy nhiên nếu đánh bằng Denon thì các bạn sẽ thấy tiếng bass của nó khiến cho những người yêu thích tiếng bass nặng phải gật gù cái đầu, tức là rất là hài lòng. Cặp này thì các bạn biết rồi, một cái chép titan, một loa trung có đường kính khoảng 18 cm, chính xác như vậy, nó khoảng 16 cm, và một loa bass 30, mỗi một thùng của nó nặng xấp xỉ 23 kg. Nhắc lại với các bạn như vậy. Và cặp này trước đây thì giá của nó cũng loanh quanh khoảng tầm 16-17 triệu đồng. Tuy nhiên 2 năm nay rồi thì các bạn thấy mức giá của nó cũng lên. Và cặp này thì có giá 18 triệu đồng. Đó là sạc Vin Vega 12F của Mỹ, một bát 30. Các bạn nhớ nhé, những dòng này thì chúng ta chơi trong gia đình ấy, sẽ không làm cho các bạn thất vọng với mức giá 18 triệu đồng đâu. Ở bên này thì các bạn sẽ nhìn thấy một cặp loa JBL
166 Holyrone. Đấy, Holyrone các bạn nhé. Cặp này thì tôi đã bán rất là nhiều rồi. Và ngày hôm nay các bạn nhìn thấy một cái cặp, và tôi có một cái cặp nữa. Rất là đẹp mắt. Đấy, thùng của nó màu vàng. Dòng này thì có một cái đặc trưng thì nhiều bạn đã biết rồi. Nó sử dụng chung loa bát với JBL65A. Nó cùng sử dụng bát của JBL65A. Đây này, thì đây là JBL65A này. Đấy, đây là cặp JBL65A. Nó sử dụng chung củ, tức là cái củ nam châm ấy. Cái từ tính có cái phẩm chất cho ra tiếng bát giống như dòng JBL65A. Dòng này thì các bạn nhìn thấy nó sử dụng một cái chép bạc rất là đẹp mắt, một đĩa chép bạc đẹp mắt, một loa chung giấy với gân xếp vải chìm để tăng cường cái bề cứng, tức là tạo ra cái độ cứng trong quá trình cái loa mid hoạt động, từ đó giúp cho cái âm thanh của nó chính xác hơn. Dòng này thì các bạn biết rồi, nó rất là dễ ghép. Các bạn có thể ghép bằng Acouphase, bằng Mazan, bằng âm ly đèn, vân vân. Cặp này trên thị trường hiện nay anh em bán khoảng 35-36 triệu đồng. Trên thị trường anh em bán 35-36 triệu đồng. Tôi để cho các bạn giá 32 triệu đồng. Các bạn nhớ nhé, 166 Holyrone. Bây giờ các bạn hướng sang bên này thì các bạn nhìn thấy đó là một cặp JBL nữa của Mỹ. Đó là JBL120Ti. Cặp này mỗi một thùng nặng khoảng 24kg. Đó là JB120Ti. Sử dụng 3 đường tiếng với một bát 30. Một loa chung giấy được phủ trên bề mặt một cái lớp carbon và một cái chép titan. Thì các bạn thấy chép titan sẽ cho cái giải cao rất là lành lót như tôi vừa nói lúc trước. Cặp này trên thị trường hiện nay thì anh em bán khoảng tầm 28 triệu đồng. Tôi để cho các bạn giá 27 triệu đồng. Đó là JBL120Ti. Các bạn thân mến, tiếp tục nói về những cặp loa của Pioneer. Thì có lẽ các bạn cũng như tôi thôi, chỉ cần nhìn qua những cặp loa trước mắt chúng ta đoán và biết được ngay. Các bạn đang nhìn thấy đó là siêu phẩm Pioneer HPM900. Nếu như các dòng HPM100 phiên bản 100W và 200W đã nức danh, đã được rất nhiều người mến mộ và săn tìm nó, thì các bạn thấy trước mắt đó là siêu phẩm Pioneer HPM900. Nó bỏ xa HPM100 về tất cả các phẩm chất, độ trong trẻo rồi độ uy lực của tiếng bát. Ở dòng HPM100 thì các bạn sẽ thấy nó sử dụng bát 30, đấy, gân xếp vải. Tôi nhắc bạn là gân xếp vải, cho nên nó sẽ có cái độ hạn chế trong cái biên độ dao động của tiếng bát, của cái màng loa bát. Nhưng đối với thằng HPM900 thì Pioneer đã hiểu được cái gu của rất nhiều người là thích tiếng bát nặng, cho nên hãng đã tạo ra một bát 30 màng carbon. Nhờ cấu trúc của màng carbon cho nên là cái tiếng bát nó vang xa, nó dội đi xa hơn rất là nhiều so với bát giấy. Thì các bạn biết được cái điều này rồi. Thì nói chung mỗi một vật liệu sẽ có một cái hay riêng. Một lớp carbon, một lớp carbon được phủ bóng lên phía trước của cái loa chung giấy này và tăng cường cái độ cứng, làm cho cái tiếng mid trở nên sắc nét, chi tiết hơn. Một loa chép giấy, các bạn thấy loa chép giấy thì bao giờ đem đến cái tiếng rất là ấm áp, nồng nàn. Và một siêu chép điện cắt những tần số ngoài khả năng nghe của tai người, nhưng chúng ta lại cảm nhận được. Điều đó mới là điều thú vị. Và cặp này thì các bạn thấy trên thị trường hiện nay anh em bán cũng rất là đắt, khoảng 30 triệu đồng với tình trạng đẹp xuất sắc. Và tôi để cho anh em giá 28 triệu đồng. Đó là Pioneer HPM900. Các bạn có thể đánh bằng các dòng âm ly có công suất từ 200W trở lên. Ví dụ như những dòng Sansui tầm 8080 dB, rồi các dòng Sansui 777XDCAT, hay các dòng ví dụ như các bạn nên đánh bằng các dòng Acouphase thì sẽ có một cái sự trải nghiệm mới. Ví dụ như Acouphase 303X này có giá 42 triệu đồng, hay bộ kéo đẩy Acouphase 300L thì các bạn sẽ thấy là âm thanh của nó sẽ có gì đó rất là tây và nó rất là tĩnh nền. Tôi nhấn mạnh các bạn rất là tĩnh nền. Ở bên này thì các bạn tiếp tục nhìn thấy một trong những cái cặp loa mà ít khi chúng ta gặp một cái cặp nó đẹp như thế này, đó là 180A. Các bạn thân mến, nói đến series 180 của Pioneer thì chúng ta nói cả ngày không hết. Bởi vì 180 nó có 180 trơn, sau đó đến 180A, thì hai cái model 180 và 180A là được người Việt Nam yêu thích nhất, bởi vì nó sử dụng bát giấy, chung giấy và chép đôm, đem đến âm thanh rất là ấm áp, mộc mạc, nó phù hợp với cái dòng nhạc Việt Nam, đặc biệt là những dòng nhạc vàng trữ tình quê hương. Nhưng sau đó thì các bạn thấy bắt đầu các biến thể 180 25 mã, 180 35 mã, 180 DR, vân vân, thì bắt đầu nó chuyển sang cái cấu trúc dành cho những người thích nhạc mạnh,
những người thích nhạc mạnh, nhấn mạnh với các bạn như vậy. Cho nên là những người mà chơi nhạc trẻ hay những người thích Daisy Nantop thì chơi những cái biến thể khác thì rất là thích. Nhưng những người thích nhạc vàng trữ tình quê hương nghe nhiều hơn thì chúng ta bao giờ cũng thế, vẫn sử dụng huyền thoại 180A của Nhật Bản. Và cặp tuyệt đẹp này có giá 28 triệu đồng. Trên thị trường hiện nay thì rất nhiều bạn đang bán với mức giá khoảng 30 triệu đồng nếu đẹp như thế này, nhưng tôi bán cho bạn giá chỉ 28 triệu đồng. Các bạn thân mến, nếu như chúng ta yêu thích những cái dòng loa JB của Mỹ thì các bạn biết rồi, những năm gần đây thì JB đang có xu hướng tạo ra những model với cái kích thước nó không quá lớn để dễ dàng di chuyển và nó phù hợp với không gian của nhiều gia đình. Thì các bạn thấy là các dòng loa lớn thì JB vẫn có, tức là loa nghe nhạc chuyên nghiệp ấy, nhưng cái số lượng lớn mà cho ra đời thì vẫn là những cái dòng loa có kích thước phù hợp với gia đình. Thì các bạn nhìn thấy trước mắt đó là JBL 4307. Cặp JBL 4307 này còn nguyên thùng và mới 100%. Nó sử dụng 3 đường tiếng như các bạn thấy, và tôi đã có bài phân tích rất là kỹ. Có thể nói là đây một trong những dòng loa cho âm thanh cực kỳ chính xác. Nó là dòng loa monitor, nhưng các bạn thấy là bass của nó đã sử dụng gân, đó là gân chun. Đấy, cho nên cái bass của nó đánh rất là mạnh mẽ. Các bạn thấy những cái cặp này thì tôi đang có một vài cặp còn nguyên cả thùng xốp, mới 100%, chưa qua sử dụng. Giá của hãng đang bán là 48 triệu đồng. Đấy, các bạn thấy là hãng đang bán với giá 48 triệu đồng. Tuy nhiên thì anh em chúng tôi có một cái lô hàng cũng rất là hợp lý, và tôi để cho các bạn giá chỉ 34 triệu đồng. Nhắc lại các bạn, giá chỉ 34 triệu đồng. Những cặp Tannoy, chúng ta nói về những cặp Tannoy đi, thì các bạn thấy D500, D700, D900 thì ở những cái dòng D này thì Tannoy đã gặt hái được vô vàn những thành công, mà trong đó thì các tạp chí audio, những người yêu audio trên thế giới, người ta đều đánh giá rất cao những cái cặp D500 về mặt chất âm, độ chính xác. Và có thể nói là trong dòng D thì D500 có tiếng bass hay nhất. Tiếng bass hay khác với tiếng bass mạnh các bạn nhé. Thì dòng D500 là dòng có tiếng bass hay nhất. Các bạn nào đã nghe tôi test bài Chuyện Dàn Thiên Lý trên cặp Tannoy D500 ấy, đánh bằng âm ly Acouphe ấy, thì các bạn thấy là cái tiếng bass của nó khó mà các dòng loa khác khó mà có thể tái hiện được cái tiếng bass. Nó tự nhiên mà nó mềm mại, nó ấm áp, nó có cái độ sâu như cái bản test của tôi đã thể hiện trên cặp loa Tannoy D500 này. Các bạn thấy những cặp loa Opera của Ý, mới 100% sản xuất tại Ý này. Những cặp Opera này thì nặng 90kg, tôi đã có bản test sơ sơ qua cho các bạn nghe rồi. Cặp loa Ý này là mới 100%, toàn xung quanh của nó bọc da ở cái phần đen ấy. Còn bên cạnh nó là sơn bóng piano. Đấy, hai bát, một chung, một chép cho một thân thùng. Cặp này thì nhà máy đang bán với giá 78 triệu đồng. Thì tôi sẽ để cho các bạn mức giá thấp hơn. Các bạn có thể gọi cho chúng tôi để sở hữu ngay cặp loa đập hộp nguyên thùng Made in Italia. Đấy. Các bạn thân mến, những chiếc đầu CD thì các bạn biết rồi, có rất nhiều các dòng để cho các bạn lựa chọn. Đây là CD Denon QS10, vừa chạy CD vừa giải mã. Chiếc đầu này có giá hơn 10 triệu đồng. Các bạn khi nghe nhạc nó là đầu CD, và khi kết hợp với TV thông minh thì nó sẽ là chiếc đầu giải mã cho chất lượng âm thanh rất là mượt mà. Ở phía trong thì các bạn nhìn thấy đó là Sony XA7ES. Dòng của Sony thì những cái đầu của Sony bao giờ thế, cơ của nó chạy rất là êm. Và chiếc đầu này có giá 18 triệu đồng. Ở bên này đó là Denon QS10 3 la mã limited, chỉ được ra đời khi mà hãng cảm ơn khách hàng nhân một cái sự kiện nào đó, cho nên nó được gắn chữ limited, có nghĩa là phát hành với số lượng hạn chế trên toàn cầu. Chiếc đầu này thì có giá hơn 20 triệu đồng, vừa chạy CD vừa giải mã. Marzahn 805 vừa chạy CD vừa giải mã, có giá 21 triệu đồng cho các bạn. Sansui G9000 thì các bạn thấy rồi, G9000, G8000, 80, 80DB đủ cả, hầu như rất là nhiều, và tôi bày ra đây một vài mẫu thôi. Các bạn thấy rất là nhiều những chiếc đầu CD rất là gấu. Tech 25XS nặng 33kg, vừa chạy CD vừa giải mã, và giá của nó là 35 triệu đồng. Ở phía trên thì các bạn nhìn thấy những chiếc đầu có mức giá rất là hợp lý, thì tôi đã giới thiệu đến các bạn rất là nhiều. Các bạn thân mến, có rất nhiều những dòng âm ly, nhiều dòng loa nữa, thì tuy nhiên thì do cái giới hạn trong một video clip thì tôi chủ yếu muốn tiếp thị đến các bạn những cái cặp loa của hãng Pioneer Nhật Bản, mà một thời kỳ vàng son đã làm say đắm biết bao nhiêu người, trong đó có tôi, có quý vị và các bạn, kể cả những người đi trước chúng ta một đến hai thế hệ nữa, và những người trước đây may mắn được sở hữu trong gia đình, và theo năm tháng mà nó bị hỏng, nó bị hư hại, thì chắc chắn bây giờ tôi tin rằng nhiều người cũng muốn sở hữu lại những cặp loa có giá chỉ 9 triệu 500 ngàn đồng này của Pioneer. Cặp Y7 kia thì có giá 12 triệu đồng. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.